chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng đưa lò áp vào lưng quý tử nhà Ba Dũng Sau đại dịch Covid-19 có hai ông bộ trưởng trong chính phủ bị càn quét mạnh nhất Đó là Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao Với Bộ Y tế, người cao nhất bị quật là Phó Thủ tướng phụ trách Y tế Giáo dục Vũ Đức Đàm Ngoài ra còn có ông cựu Bộ trưởng Bộ Y tế phải vào tù Bộ Y tế liên quan đến vụ Việt Á bộ thứ nhì bị càn quét mạnh đó là bộ ngoại giao với cựu phó thủ tướng thường trực phạm bình minh bị loại khỏi vũ đài chính trị ngoài ra còn có cựu thứ trưởng tô anh dũng và nhiều quan chức khác của ngành ngoại giao cũng bị bắt tạm giam bộ ngoại giao bị dính vụ án chuyến bay giải cứu vào năm 2020, ông Nguyễn Thành Nghị đã bị kiểm điểm. Vụ chuyến bay giải cứu còn liên quan đến Bộ Giao thông Vận tải trong đó có hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines. Tuy nhiên, vụ chuyến bay giải cứu không càn quét nhiều ở bộ này và ở hãng hàng không. Đây cũng là một dấu hiệu cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đang chống tham nhũng nhưng tránh vùng cấm. Bộ Giao thông Vận tải đã nơi tập hợp ngân sách lớn về nhiều dự án rất dễ ăn. Cục đăng kiểm đang được ông Nguyễn Phú Trọng cho đốt. Trông có vẻ đốt mạnh nhưng cho tới nay có vẻ như vụ án này đang chững lại chỉ mới bắt ở các trung tâm đăng kiểm và những quan chức cấp thấp chưa thấy nhân vật cộm cá nào trong bộ giao thông vận tải bị sở gáy vì vụ này vụ án này còn phải đợi bởi bộ giao thông vận tải là nơi có tấm khiên che chắn rất cứng qua vụ chuyến bay giải cứu thì ai cũng thấy rõ điều này vụ ic của bà nguyễn thị thanh nhàn cũng đang càn quét qua các tỉnh tỉnh đồng nai tỉnh quảng ninh và mới đây là tỉnh thanh hóa ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư tỉnh Thanh Hóa được xác định là có dính đến IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Những quan đầu tỉnh có cấp hàm ngang với bộ trưởng. Hiện nay các quan chức cấp tỉnh nào từng bắt tay với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đều phải lo sợ, không biết bao giờ sẽ đến lượt mình. Hiện nay, ông Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh đã bị kỷ luật kiểm điểm. Mới đây, tại kỳ họp thứ 29 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 6, ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã ra quyết định kỷ luật ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty xi măng Việt Nam. Mức phạt là cảnh cáo, mức phạt nhẹ nhất trong khung hình phạt của Đảng Cộng sản dành riêng cho các đảng viên của mình. Cũng như bao nhiêu báo cáo khác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Bùi Hồng Minh đã bị kết luận vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc, những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác cán bộ, có nguy cơ mất vốn đầu tư. Ông Bùi Hồng Minh, 52 tuổi, quê tại Thanh Hóa, có thời gian dài làm việc tại công ty xi măng Bút Sơn và xi măng Bỉm Sơn. Ông từng đảm nhận các vị trí lãnh đạo của Tổng công ty xi măng Việt Nam như Tổng giám đốc từ tháng 9 năm 2017 cho đến tháng 8 năm 2019, Chủ tịch Hội đồng thành viên từ tháng 8 năm 2019. Ngoài ra, ông còn là bí thư đảng ủy, tổng công ty, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, khối doanh nghiệp, trung ương. Ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam. Như vậy, cho đến nay, Bộ Xây dựng có hai người đã từng bị kỷ luật, đó là ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng và ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng ông Nghị bị kỷ luật kiểm điểm hồi tháng 8 năm 2020 do sai phạm liên quan đến các vấn đề đất đai ở Phú Quốc. Sau án phạt này, ông Nguyễn Thanh Nghị từ bí thư tỉnh Kiên Giang bị đưa về Bộ Xây dựng, giáng cấp xuống hàm thứ trưởng. Hàm thứ trưởng thấp hơn hàm bí thư tỉnh ủy. May mà sau đó ông Phạm Minh Chính làm thủ tướng nên ông Nguyễn Thanh Nghị mới lên được bộ trưởng. Như vậy, hai lãnh đạo Bộ Xây dựng hiện nay là bộ trưởng và một thứ trưởng như đang bị án treo, chỉ cần thêm một sai phạm nhỏ thì rất có thể hai ông này sẽ lĩnh mức án phạt nặng hơn mức như hiện nay. Và thế là có khả năng tương lai chính trị của các ông sẽ chấm dứt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ông Tổng đưa lò áp vào lưng quý tử nhà ba dụng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo chấm đề. Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nghệ An xâm chiếm trung ương và nhuộm vàng một số tỉnh. Hiện nay trong Trung ương Đảng của Cộng sản Việt Nam có 14 người Nghệ An, trong đó có 3 ủy viên Bộ Chính trị và một ủy viên dự khuyết. Điều đang nói là nhóm Nghệ An trước đây được phân bố 5 ghế bí thư ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Giờ đây tụ họp về Trung ương rất nhiều, tạo nên một thế lực được xem như mạnh vô đối trong Trung ương Đảng. Chưa có một địa phương nào mà có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị như tỉnh Nghệ An. Đứng đầu trong nhóm Nghệ An hiện nay không ai khác chính là ông Vương Đình Huệ, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam. Ông Huệ là người đang được ông Nguyễn Phú Trọng dọn đường để tương lai sẽ là tổng bí thư của đảng. Đứng sau ông Huệ là trưởng ban nội chính trung ương Phan Đình Trạc. Ông này cũng đang là cánh tay đắc lực cho Nguyễn Phú Trọng trong ban bí thư. Ngoài ra, Nghệ An còn có người thứ ba là ủy viên bộ chính trị. Đấy là ông Nguyễn Xuân Thắng, chủ tịch hội đồng lý luận trung ương. Ông Trùm, chủ nghĩa bè phái Vương Đình Huệ là người Nghệ An. Ngoài ba ủy viên bộ chính trị đấy ra thì còn rất nhiều người khác có khả năng sẽ vào bộ chính trị ở nhiệm kỳ sắp tới đây. Người thứ nhất đấy là ông Trần Sĩ Thành, hiện là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Nếu nhiệm kỳ sau vào được bộ chính trị, ông Thành rất có thể sẽ nắm ghế bí thư thành ủy thành phố Hà Nội. Người thứ nhì có khả năng vào bộ chính trị đấy là bà Phạm Thị Thanh Trà. Bà chị của ông Phạm Sĩ Quý đã xây biệt phủ bằng cách buôn chổi đót bà trà với trung ương nắm hai chức đó là bộ trưởng bộ nội vụ và phó ban tổ chức trung ương đảng bà trà với trung ương cũng mang theo người em dại phạm sĩ quý lên hà nội nhét vào bộ máy này và nhờ trần sĩ thanh chăm dụng. người thứ ba có khả năng vào bộ chính trị trong nhiệm kỳ tới là ông hồ đức phước bộ trưởng bộ tài chính nếu năm 2026 ông Vương đình huệ thay ông nguyễn Phú trọng thì có thể nói người Nghệ An sẽ tràn ngập ban bí thư, chính phủ và chính quyền thành phố Hà Nội. Người ta nói rằng nhóm lợi ích Nghệ An rất lợi hại, họ bùa đi khắp các tỉnh thành, nơi nào họ nắm được thì nơi đó họ sẽ cài toàn người Nghệ An vào. Và từ đó, nhiều địa phương trở thành nơi ươm mầm cho người Nghệ An. Bí thư tỉnh ủy của tỉnh Đắk Lắk hiện nay cũng là người Nghệ An. Hiện tại, Bí thư tỉnh Bình Phước là ông Nguyễn Mạnh Cường, người Nghệ An. Bí thư tỉnh Hà Nam là bà Lê Thị Thủy, cũng là người Nghệ An. Bí thư tỉnh Đắk Lắc là ông Nguyễn Đình Trung, cũng là người Nghệ An. Nơi đầu có người Nghệ An cầm quyền thì nơi đó người ngộ Nghệ An sẽ hội tụ về và họ nâng đỡ lẫn nhau. Qua vụ xả súng làm chết bốn công an tại xã Đắk Lắc mới thấy người Nghệ An trong bộ máy chính quyền tỉnh Đắk Lắc nói nhiều như thế nào màu của nghệ an là màu vàng có người nói vui rằng tỉnh nào để người nghệ an đến nắm thóp thì họ sẽ nhuộm vàng chính quyền nơi đó thực chất thì người nghệ an không quá nhiều so với người địa phương tuy nhiên nơi nào có quan đầu tỉnh là nghệ an thì nơi đấy người nghệ an được nâng đỡ để mà thăng quan tiến chức rất nhanh đấy là thứ chủ nghĩa bè phái rất nguy hiểm trong bất kỳ nền chính trị nào ông trần sĩ thanh Chủ tịch Hà Nội cũng là người Nghệ An. Tuy người Nghệ An trong Trung ương Đảng rất đông, những khả năng quản trị của họ rất kém. Ngay tại tỉnh Nghệ An với 14 ủy viên Trung ương Đảng và 3 ủy viên Bộ Chính trị, nhưng tỉnh này vẫn là một tỉnh nghèo trong cả nước. Tuy vẫn là tỉnh thiếu đói nghiêm trọng, nhưng lại rất thích xây tượng đài. Điều này chứng tỏ sức mạnh chính trị của địa phương này là do chủ nghĩa bè phái sinh ra, chứ không phải do năng lực của họ. Ngược lại, thành phố Hồ Chí Minh nơi có nhiều người có năng lực nhưng trung ương lại chặn cơ hội của người gốc thành phố Hồ Chí Minh và bị dân ngoại tỉnh nắm thóp vì hiện nay kinh tế thành phố này ngày càng lộn bại trông thấy. Chủ nghĩa bè phái là cực kỳ nguy hiểm, nó đè những con người có khả năng và năng lực và đưa những người yếu kém lên chiếc ghế thống trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Nghệ An xâm chiếm trung ương và nhuộm vàng một số tỉnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.